Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh giống nhau đến ngỡ ngàng, từ sở thích đến cuộc sống hôn nhân. Thời gian này, diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đang là những cái tên được quan tâm nhất hiện tại khi vướng vào ồn ào cưỡng bức cô gái 17 tuổi người ngoại quốc. Những thông tin xoay quanh hai người được dư luận đặc biệt chú ý. Không chỉ thân vì cùng hoạt động showbiz mà ngoài đời, Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh còn có cùng niềm đam mê với bộ môn golf. Mới đây, cả hai cùng có chuyến đi công tác ở Ý và Tây Ban Nha, đồng thời được trải nghiệm chơi một trong những sân golf đẹp nhất ở đây. Ngày 24 tháng 6 vừa qua, Hồng Đăng đã chia sẻ livestream trên trang cá nhân khi chơi golf cùng bạn bè và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh trên đảo Mallorca, hòn đảo thiên đường của Tây Ban Nha. Anh viết, Bắc Eagle đầu tiên trong đời, sướng nhất lại là sân ở nước ngoài. Dù đi công tác nhưng hai nghệ sĩ vẫn say mê với những hoạt động thể thao. Nam diễn viên thương ngày nắng về cũng là một tay chơi golf cừ khôi với những thành tích đáng nể. Không khó để thấy những hình ảnh Hồng Đăng xả stress bên sân golf cùng bạn bè trên Facebook của anh. Không chỉ thân thiết, mà khi nhìn lại hôn nhân và sự nghiệp của nam diễn viên 37 tuổi, Hồng Đăng và nam nhạc sĩ 42 tuổi Hồ Hoài Anh cũng có nhiều điểm tương đồng. Hồng Đăng và anh Đào kết hôn năm 2008, cặp đôi có hai cô con gái xinh xắn. Nhờ sự hỗ trợ của vợ, Hồng Đăng có thể thoải mái theo đuổi đam mê. Hồng Đăng nổi tiếng qua hình tượng nam thần màn ảnh trong phim Hướng Dương Ngược Nắng, Hoa Hồng Trên Ngực Trái, Người Phán Xử. Gần nhất, Hồng Đăng đảm nhận vai Đức Xoăn trong Thương Ngày Nắng Về. Trong khi đó, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú năm 2015. Anh đã sáng tác nhiều ca khúc như Giọt Sương và Chiếc Lá, Dẫu Có Lỗi Lầm. Anh có học vị thạc sĩ âm nhạc. Năm 2009, Hồ Hoài Anh kết hôn với ca sĩ Lưu Hương Giang và có hai con gái, Hồ Khánh Hà Mina và Hồ Tú Anh Misu. Cuộc hôn nhân của Hồ Hoài Anh từng trải qua sóng gió khi từng đường anh ấy đi, nhưng sau đó cặp đôi đã hàn gắn lại và sống vô cùng hạnh phúc. Được biết, sau chuỗi ngày làm việc vất vả, gia đình Lưu Hương Giang Hồ Hoài Anh mới đây đã cùng nhau tận hưởng kỳ nghỉ ở châu Âu. Được biết, chuyến đi này còn có cả những người bạn thân thiết của cặp vợ chồng, trong đó có diễn viên Hồng Đăng. Chia sẻ với Thanh Niên, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, chị vợ nam nhạc sĩ Hồ Hoài Anh cho biết, đêm nay vợ chồng Hồ Hoài Anh Lưu Hương Giang cùng con sẽ bay về Việt Nam, họ đi châu Âu 4 nước, từ một lời mời tham dự chương trình góp bên đó. Lưu Hương Giang gặp Hồ Hoài Anh vào năm 2004 sau khi cô gây chú ý tại chương trình Sao Mai Điểm Hẹn. Nữ ca sĩ mong muốn thu âm một vài ca khúc mới và được chị gái là nhạc sĩ Lưu Thiên Hương giới thiệu cho Hồ Hoài Anh. Cả hai nhanh chóng bén duyên sau lần đầu hợp tác. 4 năm đầu yêu nhau, nhạc sĩ họ Hồ luôn đồng hành và ủng hộ người yêu trong sự nghiệp ca hát của cô. Anh vừa là điểm tựa tinh thần, động viên người đẹp vượt qua khó khăn, vừa là người cộng sự tận tâm đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau như nhạc sĩ hay nhà sản xuất. Hồ Hoài Anh chọn cách đứng phía sau thành công của người yêu, góp phần nâng đỡ Lưu Hương Giang tạo nên những tác phẩm đánh dấu thương hiệu của giọng ca gốc Nam Định. Tháng 12 năm 2009, Hồ Hoài Anh Lưu Hương Giang tổ chức đám cưới tại Hà Nội. Họ cũng lần lượt đón thêm hai cô công chúa nhỏ Mina sinh năm 2011 và Misu sinh năm 2016. Cả hai luôn dành những lời có cánh cho nhau trên mạng xã hội cũng như báo chí. Dù thường xuyên chia sẻ ảnh gia đình hạnh phúc nhưng cặp đôi vướng không ít tin đồn rạn nứt. Cụ thể tháng 10 năm 2019, truyền thông trong nước xôn xao thông tin Lưu Hương Giang Hồ Hoài Anh đã hoàn tất thủ tục ly hôn, chính thức được anh ấy đi sau 10 năm chung sống. Đương nhiên thông tin này khiến ai nấy đều sốc, bởi trước khi tin đồn xảy ra, cặp đôi cũng vừa xuất hiện cùng nhau tại một số sự kiện. Ngay sau khi làm dậy sóng Vbiz, đại diện truyền thông của Lưu Hương Giang cũng khẳng định việc ly hôn là có thật, nhưng hiện tại mọi chuyện đã ổn. Bên cạnh đó, Lưu Hương Giang mới đăng tải phát ngôn chính thức của mình lên mạng xã hội. Nữ ca sĩ hẹn gặp lại anh thừa nhận vợ chồng cô từng có lúc mất phương hướng và đi đến quyết định ly hôn. Nhưng sau đó cả hai bình tĩnh lại, cảm thấy không thể sống thiếu nhau và quay lại như trước. Sau 13 năm về chung một nhà, Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh luôn đồng hành gắn bó bên nhau trong cả cuộc sống lẫn sự nghiệp.